Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với trận chung kết giải vô lĩnh bôi năm 2022, ván cờ giữa Triệu Hâm Hâm và Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh. Cách đây đúng một năm, Triệu Hâm Hâm cũng đã vào trận chung kết gặp Loạn Chiến Vương Hồng Chí và anh đã phế mã không thành. Và năm nay vào trận chung kết, anh cũng đã phế mã trước Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh. Với phong độ đang trở lại thời kỳ đỉnh cao, liệu Triệu Hâm Hâm có thể chiến thắng được kỳ vương Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh hay không? Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ván đấu này.